Happy Robust Shop, nơi bạn có thể mua Robust uy tín với giá cả phải chăng. Robust 120 giờ, Robust chính hãng. Cùng với đó là đa dạng các loại dịch vụ cài thuê, mua Game Pass, mua Devil Fruit vĩnh viễn. Còn chờ gì nữa, hãy đến ngay với Happy Robust Shop. À, đi hấp vô biển đây, vô biển xuất hiện rồi. Đi hấp vô biển, hấp vô biển, hấp vô biển. Lên TV cái giày. Mình qua bên đó mình không quýnh cũng được, mình chờ có ăn thôi mọi người. Cần gì quýnh đúng không? Qua mình chờ mọi người quýnh rồi mình hấp. Anh lấy xe anh à? Ờ kệ luôn. Sao mọi người đi về kia hả? Ra đi bộ chúng tôi này cho vui. Coi đi bộ chúng tôi cho vui. Em nè hả? Em nè cái gì? Đi bộ chúng tôi nè, đi bộ để gọi là cải thiện sức khỏe. Tôi vô tôi mở ra cái lửa hái cho mấy ông coi nè. Cần gì phải đánh mấy con xịn. Đóng liệt quy luôn hả? Sao mà liệt được? Thôi bỏ tay xíu thôi chứ không liệt được. À, qua hấp vô biển đây. Đánh khoảng 100k máu là được cái gì? Để tôi vô tôi quýnh 100k máu cho tôi đứng ngoài. Tao 1,5 triệu rồi, phải đánh 150k máu mới đủ. Hả? 50k rồi. 50k, một combo là 50k máu. 2 combo, 3 combo là đủ, là đủ 150k. Là tôi đứng ngoài tôi chơi, tôi không quýnh nữa. Đó, không, chơi game là chúng ta phải xoay cái đầu. Đấy, tao quýnh thôi, mình vô mình gọi là mình húp. Húp 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 húp. Đó, lùi ra mình chờ mình húp nha mọi người. Quýnh đây mấy anh trai, quýnh đây, cực lực lên, nhiệt tình lên. Nữa đây. Có lên. Rồi, nó tôi vô. Rồi, tôi đủ ram rồi đó. Rồi, hấp tiếp đi. Không. Chơi game. Để mình vô mình xả chiêu vô cho nó có tí ram nữa mọi người à. Đó, đủ rồi. Phun rồi vô đó. Đó. Đủ rồi. Yeah. Chơi game cần gì đánh cho chó cực. Bạn đã nhận được 6 triệu kinh nghiệm là cái gì bát đó. Và nói chung là khá nhiều đồ. Đây, hấp. Hấp đi, mấy ông hấp trước đi, tôi hấp sau cho. Hi. Trời ất ơi. Như cái quần què. Gớm thế à. Thôi vậy thôi mình đi hấp cái tam kiếm của thằng Khang là hợp lý rồi. Đó, cho tôi sẽ xem tiêu đề quýnh ra tam kiếm nha mọi người. Quýnh vô, quýnh hai con, quýnh một con vô biển ra tam kiếm. À, hợp. Thấy chưa, mấy ông thấy tôi hấp tam kiếm dễ không? Gì cần gì đánh chứ có khó khăn. Thằng kia lẹ mày. Thằng này nó câu clip, thằng này nó kéo cái câu giờ để cho gọi là nó cố tình cho clip đủ 10 phút hay sao mà. Nhanh đi mày. Ờ được, anh chưa có cái đó Khang. Đúng rồi, cái cây samurai á. Tao sẽ xem tiêu đề là đánh vô biển rớt ra kiếm samurai. Nhanh đi thằng này. Nó cố tình nè mọi người à. Khang nó cố tình nè. Cái kia nữa, cho anh cái kia nữa. Nhìn đi cái kia nữa, nhìn lên. Nhìn đi về tao đi còn y farm nữa nè, nhìn lên. Rồi bằng anh đi hả? Ok anh Khang á, cho em cái xin cái kiếm, ok chưa?
Đinh Khang ơi, em còn nhà em còn phải đi kha đi farm nữa cho Đinh Khang ơi, tốc độ đi Đinh Khang ơi. Trời ơi, nhà em còn bao việc nữa, mốt nữa em cho đồ anh lại nữa, em đi. Không em, ok đó, đánh vua biển ra tam kiếm lẫn cây cái cây katana này là đánh cái con ấy phải không mọi người? Nhanh đi khen ơi, có thời gian đó trúng chữ bây giờ. Cái này là clip chứ không phải livestream nữa, tao làm clip đó, mày làm vậy là trúng chữ mày á, không phải chữ tao đâu. Hớp 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 hớp. Giờ hình như là sắp có con samurai luôn đó mọi người, samurai ra chưa? Như samurai ra luôn rồi đúng không? Big Mom anh hả? Ok, đánh Big Mom tay lên anh đi, tay lên anh cái. Dài hả? Ai tay lên anh đi. Đó, lấy cây tam kiếm ra đeo vô. Ồ. Hợp 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 hợp. Ai ta le tôi qua bên Bích Mơm cái mọi người. Thế có rồi, ta le anh qua chỗ Bích Mơm cái. Sao anh không đi được? À đây. Tôi chưa điểm kiếm tới 1.000 mới có điểm kiếm hả? Để tôi up điểm kiếm lên 1.000 cái đã. 1.200. Ngàn hai gươm đó, hiệp sĩ trong tay có kiếm nhưng mà nó cùi quá. Thôi tôi lấy trái quỷ tôi quýnh cho đủ đam trước đã. Con này cũng phải đánh, con này phải đánh 250k máu này. Này phải đánh 250k máu mới đủ này. Rồi, bay màu luôn. Cứu tôi. Ok, Khang. Ồ, Khang nó có trái cửa vĩnh viễn luôn hả? Nó giàu vậy mày? Ủa, phải không? Không phải, thằng này tên là Đạt, có skill chứ không Khang thôi. Tưởng Khang nó có trái cửa vĩnh viễn luôn. Con bít mơ mày coi coi rớt cái gì không nữa là đẹp rồi nè. Ở đâu rồi? Đông người quá không có khó thấy con boss đó mọi người ạ. Ông người khó thấy mod quá. Không biết tôi đủ đam chưa nữa. Đó, nãy giờ mới táp trúng được một cái. Nãy giờ mới táp trúng được con cái á. Tao trong trạng thái chiến đấu rồi. Đậu xanh nó mấy cái thằng này. Sao con Khang nó tắt nó đi vậy?
Có rồi. Nó cắn miếng cho cắn miếng. Rồi chết queo luôn, hết cắn được. Ai tay le tôi dưới. Cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi. Game đi với anh ơi. Mót nó trâu thì cái chứ. Bật thằng kia lên cái. Cạp nó, cạp nó. Rồi, rồi, rồi. Được kinh nghiệm thôi, không có gì hết. Kinh nghiệm với tiền. Cái game không có ra cái gì hết. Chán với chợ. Thôi ta đi farm cấp thôi. Bạn gì ơi, cho tôi qua bên kia đi bạn. Cho tôi qua đảo Gâu Đen đi bạn. Bạn gì ơi, rồi đi farm cấp tiếp rồi. Xíu nữa xe bò này 2C rồi. Đánh vậy là đủ rồi. Thôi đánh vô biển ra được cây tâm kiếm mà còn ra được cây kiếm của samurai nữa, ngon rồi. Đúng không? Mọi người thấy không? Mọi người thấy ai đánh vô biển được cho tôi? Có tôi mới làm được thôi. Tôi đánh vô biển ai ra tâm kiếm rồi cộng thêm cây kiếm cũng hơi lạ lạ xíu, không có gì nha. Hai game. Ngon, hợp. Bye bye. Vậy là đủ rồi, quá đủ rồi.